Cùng con trai 5 tuổi, ngày 14 tháng 6, vợ chồng Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận chia sẻ loạt ảnh du lịch ở Australia. Lý Minh Thuận cho biết anh vừa hoàn thành một bộ phim, tranh thủ cùng vợ và con trai đi chơi trước khi vào đoàn phim mới. Gia đình coi trọng nghỉ ngơi, vui đùa bên nhau hơn là tham quan nhiều địa điểm. Nam diễn viên cho biết mỗi khi được nghỉ đều sắp xếp cả gia đình đi chơi xa nhằm gắn kết tình cảm gia đình, mang tuổi thơ nhiều trải nghiệm cho con trai. Sau khi sinh con năm 2014, Phạm Văn Phương hạn chế công việc còn Lý Minh Thuận tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình. Anh nói vì thường xuyên xa nhà, con trai thân mật, gắn kết với mẹ hơn. Trên trang cá nhân, Phạm Văn Phương đăng một số bức ảnh trong chuyến du lịch. Hai diễn viên kết hôn năm 2009 sau 9 năm yêu nhau. Họ được mệnh danh là đôi vợ chồng kiểu mẫu của showbiz Singapore. Nữ diễn viên từng thổ lộ ở bên chồng con là hạnh phúc lớn nhất. Cô mỗi ngày một yêu Lý Minh Thuận, đôi uyên ương đóng cặp nhiều tác phẩm gây sốt ở châu Á như Thần Điêu Đại Hiệp, Thanh Xà Bạch Xà truyền thuyết hàng nga tình yêu thời sát